chiến hữu còn di tích cũ, mẹ hiền xưa cũng nhiệm vụ nơi này. Đầu hơn rồi đến cuối hơn, nay con hát dạo ba lần đời tàn. Chú ơi con hát nhịp nhàng, chú đã lộ vẻ cơ mẫu thế gian. Này giờ lên mạng có hả chú? Dạ. Cái mạng nói sao mà có cái vô cái ốc tùm lum, bắt lên ốc tùm lum á. Ốc tùm lum hả? Dạ. Yeah. Youtube á. Cái Nguyễn Tình Lộ này là ca với tổ đình đó, tôi cũng có Nguyễn nghe. Là văn lộ lộ trình nghe là tôi lộ cơ Phật pháp tổ đình ông thư. Nguyễn là gia bả hoàng triều, ông về gốc Nguyễn cố đô mà tìm. Thôi cho tôi xin bắt tại cái tôi đi vô bếp là A Di Đà Phật. Cảm ơn nha. Ngày đến tôi đây cũng họ Nguyễn chung ông mới kỳ. Ông là văn, còn tôi là thủy. Cái văn là gái, là trai, vậy thì còn tôi là thủy gái thì biết chi. Ông đà lộ cái quyền gì, ông tư hòa hảo, ông đi lâu rồi. 1939 tỷ giờ ông đi giảng đạo, vậy thì khắp nơi. Đến năm 47 vắng hơi, tìm đâu mà đặng ông thời đi đâu. Chú ơi chú Nguyễn văn lộ lộ cơ màu, ông nói cho Trần Hầu gõ đặng ông Tư. Ông Tư ông tạo phước dư để dành cho thế mà giao cho cô Mười. Cô Năm thuở trước ai tầm, bây giờ đổi lại cô Mười làm sao. Thôi thì đạo nghĩa thanh cao, chú Tư văn lộ ở đây ăn gian đời. Chú ơi chú ở đâu chú đến vậy thời? Chú ơi Phú Tân làng tỉnh An Giang thời, chú ngự cá rừng gần đây. Thôi thì con nói nơi này chú đi đủ đầy lễ viên Phật tiền. Chú cũng đây là con tiên Phật màu, chú là cũng trong quan hội đồng họ Nguyễn. Ngày xưa làm quan khổ lắm chẳng vừa, xả thân vì nước dậy bừa vì ai. Làm quan họ Nguyễn bị đài, ông đi xa xứ tìm hoài nơi đâu. Thủ đô Hà Nội tìm cầu ông câu, chờ đợi ông cầu ở đâu. Sông cầu ai biết tầm cầu, sông hương núi ngự ai chờ dây lâu. Dòng dí dạ tầm cầu minh mục, mà ông trở về cố đồ quê biết đạo đề. Ông trở về Nam Việt màn ba, ông mới lộ trình bài ca bất diệt. Ông câu ông sống nơi nào mà ông lộ vẻ cơ đạo thế gian. Cơ đạo màu ông nói cho Trần gian có thấu, thì chúng y còn dấu của cô mình. Ông lộ rồi cho con cháu trong gia, lộ gần lộ xa mấy ngày qua bữa mới. Ông nói cho tuần đời sẽ tới cô viết kỳ ba, nó giết người thì người đây chết ấy, vậy thì bởi chăng cô biết ác độc thì dữ á. Hì hì nó chết người ta, chết rồi lâm cảnh phương xa chưa gần. Ông ơi người nghĩa người nhân, cô nào biết đặng mà tìm chi đâu. Thôi thì niệm Phật đêm thâu, ngày nào cũng niệm cô quy nó xa mình. Con người ở chốn thiên đình, làm sao mà được lĩnh trời ban giáo. Ông lộ cơ màu đạo pháp thanh cao, đâu có tội mà ông nói cho nó đúng. Nói người nghe đừng mà rung động, nói người nghe đừng mê dù lòng quên đạo đời. Ông ơi ông sống lộ thời, thì ông thượng lộ đăng trình về ngôi. Ông ơi họ Nguyễn đắp bồi 13 chúa Nguyễn còn kìa sử biên. Ông biết gì đâu quên đầu mát hạ, quên cho kỳ ba cha mẹ đã thưởng phần. Ông về phố xá thị lầu, hay về quận huyện thị trấn này ở đây. Thôi thôi tôi hát không hay, từ nay tôi nói ông đừng gầy con. Con nói cho ông là người tài người trí, ông hiền từ nhu mì đức độ phương phi. Ông về thượng lộ dân di miếu đình, ông đến ông đi lại hoài. Bởi ông là người đức người tài,
ai đâu mà biết nhìn ông Phật đài chuyển lay. Ông ơi con hát không hay, ông xin cho con sẽ nói dày bữa nay. Rồi con trở lại gia đàn, con về mấy bữa cũng về nhà chàng. Dòng suối đô của bà Maria đó, thác nhà chàng Maria đời. Nơi nào con hát chèo bơi, có mẹ đợi chờ đứng đó không đầu. Chờ rồi con hát dây lâu, nhà chàng còn đến thủ đô con về. Ông ơi cũng nhớ đấy kìa, về kia họ Nguyễn Hoàng Triều 13. Hát gần rồi lại hát xa, qua chùa một cột thử qua hội đồng. Thôi thì con hát một vòng thử xem, chùa một cột của bà Thiên Mụ thì phải không? Chùa Thiên Mụ còn di tích cũ, mẹ hiền xưa cũng nhiệm vụ nơi này. Đầu hơn rồi đến cuối hơn, nay con hát dạo ba lần đời tàn. Chú ơi con hát nhịp nhàng, chú đã lộ vẻ cơ mậu thế gian. Còn con hát không hay con về đây ngày tháng. Con hát trần gian chú phải tính nè, tính cho rồi ông phân phát cho đây. Đời dịch bệnh đó này ông cho gạo lúa, hay ông cho này là tương dưa dưa mắm. Ông cho rồi không đắm trần mê, mua rồi gạo muống gạo lan ông cho trần thế. Phổ hoa ăn rồi mua rồi đậu hỡi, cho tay sắp cho mấy bọc người ta không mừng. Không cần ông cũng liền đưa năn nỉ, người hãy ăn đi cho tôi nhờ. Ông đây cũng dạy cũng khờ, ông làm tôi Phật mà không chờ ông tiên. Ông giờ cũng đóng vai điên, ông tiên hiện đó ông hiện nguyên hình rồi. Ông ơi ông đáp ông bồi 12 Phật đạo, ông về một ngôi. Quá hay luôn. Gì đâu Phật, xưa là ông học của Đức Phật thầy Tây An, bây giờ ông tái chiếc trở lại. Ai thôi nói cái vụ hồi nãy tôi bây giờ tôi lấy điện thoại tôi không nữa, mở âm tùm lum Hùng Thiện Nguyện nha. Rồi nhiều lắm, Dương Cam rồi mấy đứa quay em nhiều lắm, Châu Phú Tiến Dũng mà Hùng Thiện Nguyện nhiều. Ngọc Thiên có gọi rồi, bữa nãy có Ngọc Thiên rồi. Cô ơi, cô tên Ngọc Thiên. Chị mấy có nữa bắt tới luôn. Chị hả? Rồi. Nói là nói hát về tâm ý mình. Xin mấy chai nước nha. Tôi phải uống nước tôi hát mới được. Điểm dưới tôi hát tiếp mà hay, đặng gì bữa nay tôi đi công chuyện nữa. Về chưa? Chưa. Còn đi chơi nữa, chưa về đâu. Chị ông còn món có đi không? Chưa biết, để con về con lo chuyện gia đình xong rồi con tiếp. 22-23 tháng 3 này nè.